Các bạn ơi, hôm nay cùng tô bức tranh này với mình nhé. Đầu tiên mình sẽ tô mái tóc màu đen. Sau đó mình sẽ tô bảng màu đơn vẽ trên tay cậu bé này. Sau đó áo cộng đẹp mình sẽ tô màu xanh. Quần cậu bé mình sẽ tô màu tím. Khung bạc này mình sẽ tô màu vàng. Đây là khung tranh vẽ. Kệ này mình cũng sẽ tô màu vàng luôn. Vậy là mình đã tô xong rồi. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.